với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13 bước vào ngày làm việc chính thức và tiến hành bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cánh sóng HGTV nâng chất chương trình chính luận đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của khán thính giả. Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Từ nhiều tháng nay, cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở thành công tốt đẹp. Qua cùng không khí đó, sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang qua các thời kỳ, và đặc biệt là sự có mặt của 320 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 30.000 đảng viên thuộc 12 đảng bộ trực thuộc về tham dự đại hội. Trong 5 năm qua, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quyết tâm, Đảng bộ Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện và quan trọng. Theo đó, tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành 20 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Trong đó, kinh tế tăng trưởng đạt bình quân 13,5%, tỷ lệ đô thị hóa chiếm 24,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36.500.000 đồng một người một năm, tương đương 1.699 đô la Mỹ, gấp 2,3 lần so với năm 2010 và bằng 81% mức bình quân của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Về nông nghiệp, giá trị sản xuất khu vực 1 tăng bình quân 6,64% một năm, tập trung quy hoạch xây dựng cánh đồng lớn, các vùng nguyên liệu nông sản chuyên canh phục vụ cho người tiêu dùng nội địa, xây dựng thương hiệu nông sản có giá trị của tỉnh. Đặc biệt là tỉnh đã công nhận 12 xã và thị xã ngã bảy đạt chuẩn nông thôn mới. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tỉnh đã tập trung đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp và ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, từ đó góp phần đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất khu vực 2 tăng bình quân 17,3%, lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển rộng khắp, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 31.500 tỷ đồng. Toàn tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn trên 61.500 tỷ đồng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch được lồng ghép đầu tư gắn với xã hội hóa. Tất cả các xã hoàn thành việc xây dựng trường mầm non, mẫu giáo. 50 trong tổng số 75 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 6,9%. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện tốt, đặc biệt là quán triệt có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và chỉ thị 15 của tỉnh ủy về tư tưởng, tác phong, lề lối làm việc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tình trạng đầu tư dàn trải và thiếu đồng bộ được khắc phục dần. Thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết do nhiệm kỳ 2010-2015, kinh tế tăng trưởng bình quân đạt tốc độ cao nhất từ trước đến nay, các ngành, lĩnh vực đều có sự phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 3. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. 4. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại dịch vụ có bước phát triển, các khu cụm công nghiệp hình thành và phát huy có hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, tạo ra diện mạo mới để đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư. 5.
các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ có bước phát triển, an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách tích cực và chủ động. Tài nguyên thiên nhiên nước, rác thải tại các cục được kiện toàn. Từ những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó có mục tiêu quan trọng là phấn đấu đến năm 2020, Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu này được thể hiện bằng 5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp cụ thể. Với những mục tiêu, chỉ tiêu này được cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp tích cực, từ đó giúp cho dự thảo văn kiện được sát thực hơn. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đinh Thế Quynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Hậu Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí cũng nhấn mạnh, mặc dù là tỉnh mới, còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực, Hậu Giang đã phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện và quan trọng. Huy động các nguồn lực, nhất là nội lực, cùng đoàn kết, một lòng xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, những kết quả mà Hậu Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự vận dụng đúng đắn, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế và lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Tỉnh Hậu Giang chúng ta còn nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội, nhất là thế mạnh về đất đai, tài nguyên khoáng sản, nhất là thế mạnh về con người, cần phải được khơi dậy và phát huy có hiệu quả. Tôi tán thành chủ đề của đại hội là phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, nhất là nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề, đề nghị các đồng chí đại biểu đại hội tập trung thảo luận làm rõ. Trước hết, cần phải tập trung cho sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chất lượng cao, gắn với công nghiệp chế biến để đủ sức cạnh tranh trên thị trường, nhằm không ngừng nâng cao giá trị sản xuất. Trong đó chú ý đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, mở rộng liên kết sản xuất, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các đồng chí cần bàn kỹ những giải pháp chính sách để thu hút đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tăng cường liên kết chặt chẽ với các tỉnh, các thành phố trong vùng, liên kết với các viện, các trường, các nhà khoa học. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn phải gắn liền với chuyển đổi cơ cấu lao động và phải thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với xây dựng với đô thị hóa một cách hài hòa. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên những ngành có nhiều lợi thế, trước hết là công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, coi trọng phát triển các ngành nghề truyền thống ở nông thôn, phát triển các ngành dịch vụ, nhất là thương mại, du lịch, phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Và buổi chiều, đại hội cũng đã tiến hành tham luận các lĩnh vực như nông nghiệp, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị 03 và chỉ thị 15 của tỉnh ủy Hậu Giang, việc thu hút đầu tư, công tác xây dựng đảng của Hậu Giang trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đặc biệt là trong phiên làm việc chiều ngày 15 tháng 10, sau khi lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh trong cán bộ đảng viên, nhân dân, cũng như việc thảo luận tổ trong ngày hôm qua 14 tháng 10, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã giải trình những ý kiến thắc mắc của đại biểu xoay quanh chủ đề, phương châm và 18 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi giải trình, các đại biểu đều thống nhất với các chỉ tiêu mà dự thảo đề ra. Trong đó, có một chỉ tiêu được đoàn chủ tịch và đại biểu thống nhất điều chỉnh là chỉ tiêu số 12 về tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế 80% lên 84,3%.
Về công tác nhân sự, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 chuẩn bị cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2015-2020 theo 3 độ tuổi. Trẻ dưới 40 tuổi chiếm gần 11,86%, từ 40 đến 50 tuổi chiếm 27,11%, trên 50 tuổi chiếm 61%. Theo đó, danh sách bầu cử có 59 đồng chí để bầu chọn ra 52 đồng chí vào Ban chấp hành. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều hôm nay thì đại hội đã tiến hành bầu 52 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đây là danh sách các đại biểu đã trúng cử. Đồng chí Nguyễn Văn Tính, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Phan Hoàng Lắm, Phó Giám đốc Công an Hậu Giang. Đồng chí Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thành. Đồng chí Cam Quang Vinh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Văn Sáu, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang. Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lữ Văn Hùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Lê Công Lý, Chánh Văn phòng tỉnh ủy. Đồng chí Lê Văn Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Lẫy, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp. Đồng chí Trần Minh Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính. Đồng chí Quỳnh Hữu Kế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Lê Hữu Phước, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Thị ủy Long Mỹ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy. Đồng chí Quỳnh Thanh Tạo, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đồng chí Lê Văn Tông, tổng biên tập báo Hậu Giang. Đồng chí Nguyễn Hữu Tình, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Quỳnh Trường Vĩnh, giám đốc Sở Khoa học Công nghệ. Đồng chí Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang. Đồng chí Trần Văn Quyến, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đồng chí Lê Văn Phượng, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành. Đồng chí Phạm Hồng Phong, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Trần Quang Khải, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Thanh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Đồng chí Lê Minh Cường, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy. Đồng chí Trần Anh Dũng, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Đồng chí Sầm Quang Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí Châu Minh Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đồng chí Võ Tá Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Phan Thạch Em, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A. Đồng chí Đỗ Chiêu Quý, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
đồng chí Nguyễn Ngọc Long, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Văn An, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp; đồng chí Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang; đồng chí Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang; đồng chí Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang; đồng chí Quỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang; đồng chí Mã Thị Tươi, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Quỳnh Đức, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh; đồng chí Lưu Ngọc Đông, Chánh Thanh tra tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020, các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương, các sở ngành đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang đạt được nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng nói lên niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của Hậu Giang trong 5 năm tới. Ngay khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên của đại hội, phóng viên thời sự đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu tham dự đại hội. Là trên nền tảng của các nhiệm kỳ trước thì Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ có đề ra cái nghị quyết trong 5 năm tới đột phá cái sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Thứ nhất là tập trung cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là đào tạo nguồn nhân lực cho y tế, giáo dục, nông nghiệp. Cái thứ ba là quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo tính liên tục và kế thừa trong những nhiệm kỳ sau. Tôi nghĩ đó là ba cái khâu cơ bản mà Đảng bộ đã đề ra nghị quyết. Với cái ba khâu đột phá đó, trên cơ sở phát triển cái theo cái tinh thần nghị quyết là xây dựng cái Hậu Giang ngang bằng với đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 là đạt cái tỉnh khá trong vùng. Tôi nghĩ đó là khả thi, có khả năng thực hiện được. Trong quá trình chuẩn bị đại hội và hiện nay đại hội diễn ra thì cái tinh thần dân chủ được phát huy rất cao, đặc biệt là qua cái thảo luận văn kiện và thảo luận nhân sự của đại hội thì mỗi đại biểu đều được phát huy cái tinh thần dân chủ của mình thông qua đó để phát biểu ý kiến và đóng góp cho văn kiện cũng như là nhân sự của đại hội, cụ thể trong ban chấp hành và cái nội dung của nghị quyết của nhiệm kỳ mới. Để phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua thì ban chấp hành của nhiệm kỳ tới thì tôi tin tưởng là đã được là thảo luận nhiều lần và những cái nhân sự mới là những người có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực mà đặc biệt là cái tâm và cái đức, thì tôi nghĩ tin tưởng rằng trong cái nhiệm kỳ tới là tiếp tục là thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội đại biểu của tỉnh Hậu Giang lần thứ 13. Theo cái nghị quyết của nhiệm kỳ lần thứ 13 đó, để áp dụng địa phương thì tôi thấy cái vấn đề mà nó trọng tâm là một là về cái công tác phải xây dựng cái đảng trong sạch vững mạnh, rồi đó là có một đội ngũ điều hành cái thực hiện nghị quyết cho nó đạt hiệu quả, và cái thứ hai đó thì về cái trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới. Thì nông thôn mới thì vừa qua thì nếu mà chúng ta xây dựng nông thôn mới thì cái cuộc sống của người dân đã được nâng lên. Sự tin tưởng và đánh giá cao của những đại biểu tham dự đại hội thì càng thêm khẳng định là đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định và nhất là đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, dân chủ của đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chào đón sự kiện chính trị trọng đại này, từ huyện, thị xã, thành phố đến khắp các xã ấp trong tỉnh đều được trang hoàng rực rỡ, ngập tràn trong hai sắc đỏ vàng của màu cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu chào mừng đại hội. Điều dễ cảm nhận nhất chính là khí thế làm việc, lao động, sản xuất dường như hối hả hơn với niềm tin, sự kỳ vọng lớn vào Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Và nhân sự kiện này thì phóng viên thời sự đã ghi nhận những đánh giá nguyện vọng của bà con đối với sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ qua ở huyện Châu Thành A, Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh. Tại thành phố Vị Thanh, từ 7:30 sáng,
Vợ chồng ông bà Trần Văn Phu và Nguyễn Thị Hạnh đã chuẩn bị theo dõi chương trình khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh qua màn ảnh nhỏ. Là bí thư khu vực nên những vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của tỉnh, vợ chồng ông Phu thường xuyên theo dõi. Sau khi theo dõi phát biểu khai mạc của đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, trong đó có một số đánh giá về những kết quả kinh tế xã hội tỉnh đã gặt hái được trong 5 năm 2010-2015, ông bà rất phấn khởi. Những cái chỉ tiêu đó là rất là sát hợp với thực tế tình hình của đối với riêng địa bàn của thành phố Vĩnh Thanh. Và cái từ đó mà những cái thực hiện cũng được đạt hiệu quả. Thì qua cái chương trình đại hội đảng thì thấy rất là nghiêm túc. Và cái nữa sáng tỏ là cái sự mà trật tự và kỹ lưỡng của cái ban tổ chức đại hội. Trước đây thì coi như là đối với các cái đường giao thông ở nông thôn là các cái xã mà vùng sâu vùng xa của cái tỉnh Hậu Giang chúng ta thì hiện nay coi như là được đảng bộ tỉnh, các cấp các ngành của tỉnh như là của là các quận huyện coi như là được là nâng cấp lên rồi thành xây dựng cái các cái xã nông thôn mới, thì đây là một cái những cái phát triển là rất là vượt bậc của cái nhiệm kỳ qua của đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Còn đây là không khí theo dõi đại hội của hội người cao tuổi ở ấp Mỹ Quế, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Sau khi nghe báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, mọi người đánh giá cao những chỉ tiêu đạt được. Qua tôi theo dõi cái báo cáo chính trị của 2010 và 2015 đó, của nhiệm kỳ 12 đó, thì tôi thấy rằng đó tỉnh có một cái khích dương lên rất là mãnh liệt. Bởi vì sao? Bởi vì đó một số mặt mà chi tiêu trong cái báo cáo nhiệm kỳ 2012 thì tỉnh đã làm hoàn thành các cái nhiệm vụ này. Và tôi vẫn tin tưởng rằng đó, đảng bộ và trong cái ban chấp hành nhiệm kỳ mới này đó, thì đảng lãnh đạo tôi nghĩ rằng là chắc có thể thực hiện, tổ chức thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của 2015 và 2020. Thì theo tôi thấy là cái tổ chức đại hội kỳ này có nhiều điểm mới. Đó là do ban tổ chức trung ương, do ban chấp hành trung ương và bộ chính trị chỉ đạo trực tiếp mà thảo luận nhiều thời gian. Thì cái đó là cái mà đã được sự chỉ đạo trực tiếp, và đồng thời cái nhận thức của ban chấp hành cũ có nhiều cái mới để đề xuất ra phương hướng nhiệm vụ hoàn thành. Giới nông dân huyện Châu Thành A, nơi tập trung khoảng 80% sản xuất nông nghiệp, nên hướng phát triển cho lĩnh vực này được đông đảo bà con trong huyện quan tâm. Giới kỳ vọng đại hội lần này sẽ đưa ra được các giải pháp cụ thể nhất để nâng cao chất lượng sản phẩm, cạnh tranh với các sản phẩm nông nghiệp trong khu vực và cả nước. Đảng và nhà nước đưa ra những cái mục tiêu làm sao để thúc đẩy được cái nền kinh tế nông nghiệp, thì đó là cái tâm đắc của nông dân, nhất là đặc biệt là được cái chọn cái được cái đầu ra cho nông dân về cái tiêu thụ sản phẩm. Thì nếu mà thực hiện được cái vấn đề này thì đối với người dân là rất là hoan nghênh và ủng hộ, là rất là phấn khởi trong cái vấn đề nhân kỳ tới. Hướng về đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, mỗi người dân đều có những kỳ vọng riêng cho nhiệm kỳ mới. Nhưng tất cả đều mong muốn những đại biểu được lựa chọn thật sự là những người lãnh đạo có tâm để góp sức lãnh đạo Hậu Giang ngày một phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao. Quà chung niềm hân hoan, sự tự hào xen lẫn những mong chờ kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trước một nhiệm kỳ mới, nhiều địa phương trong tỉnh ra sức thi đua chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13 bằng nhiều công trình có ý nghĩa. Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, việc tập trung xây dựng chương trình thời sự và các chuyên mục thể hiện sự quan điểm chính thống, thông tin sâu sắc gắn với đời sống người dân, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông tin, nhận định các vấn đề công chúng quan tâm và góp phần định hướng dư luận xã hội là một nỗ lực để đáp ứng nhu cầu tin tức ngày càng cao của bạn xem đài. Với sự nỗ lực không ngừng thì Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang đã tập trung cải tiến chương trình, đầu tư cả về nhân lực và thiết bị,
và đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13. Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày hôm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đã cho ra mắt trường quay mới, sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại, theo kịp với xu thế truyền hình chung trên cả nước. Sự ra đời của trường quay đa năng này sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc nâng chất các chương trình chính luận trên sóng HGTV. Theo đó, bản tin quốc tế 22 giờ đã vận hành theo phương thức trực tiếp, đồng thời nâng thời lượng từ 10 phút lên 20 phút, đề cập nhiều đến vấn đề quốc tế được người dân quan tâm, những sự kiện không thể bỏ lỡ. Đặc biệt, trong bản tin này còn có phần tin thể thao được cập nhật liên tục các trận cầu diễn ra hàng ngày. Như vậy, đến nay, tất cả 4 bản tin của đài đều thực hiện theo phương thức trực tiếp, cập nhật thông tin nhanh nhất. Đây là một sự mạnh dạn cải tiến chất lượng chương trình để đáp ứng nhu cầu người xem và cũng là một bước chuẩn bị để thực hiện lộ trình số hóa vào năm 2016. Bên cạnh đó, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đã sản xuất 7 tập phim tài liệu, nhìn nhận một cách khái quát những bước phát triển của tỉnh Hậu Giang trong từng lĩnh vực cụ thể. Nhằm từng bước nâng cao các chương trình do đài tự sản xuất, trong tháng 10 này, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục cho ra mắt hàng loạt chương trình mới bám sát vào thực tế cuộc sống như Tôi yêu tiếng Việt. Ngoài việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nói lên sự phát triển của tiếng mẹ đẻ, thì sự độc đáo của chương trình này là cùng bạn định hướng sử dụng từ ngữ cho đúng cách. Món ăn dị thuốc sẽ cung cấp những kiến thức về dị thuốc trong món ăn và cách chế biến nó. Chuyên đề sáng tạo trẻ đề cao sự sáng tạo của giới trẻ đối với cộng đồng. TPP là gì? Vấn đề đang mang tính thời sự hiện nay sẽ cung cấp đến quý khán giả những kiến thức cơ bản khi Việt Nam gia nhập sân chơi mới này. Đặc biệt là tâm thế chuẩn bị của người nông dân trước ngưỡng cửa hội nhập. Diễn đàn doanh nghiệp sẽ là nơi kết nối doanh nghiệp với chính quyền, ngành chức năng để cùng nhau phát triển. Với sự đổi mới này, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang luôn hoạt động theo phương châm HGTV làm giàu tri thức và tâm hồn bạn. Có thể nhận thấy trong suốt thời gian vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đã có sự thay đổi khá toàn diện về những bước tiến dài, về nội dung, hình ảnh nhận diện trên sóng, đến công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Và để có được sự thay đổi đó thì đòi hỏi sự nỗ lực ở mỗi bộ phận, đơn vị, chương trình và trên hết là ý chí quyết tâm của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập và những người chỉ đạo tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, bằng tất cả những nỗ lực của mình thì chúng tôi vẫn đang cố gắng hơn nữa để mang đến cho khán thính giả những sản phẩm tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13 sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của đại hội. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang sẽ truyền hình trực tiếp phiên bế mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2015. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.